Hể lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thanh Việt mở đầu bằng quỷ hằng hữu tập 1 và trong 3 ngày cuối tuần này, thứ sáu thứ bảy Chủ nhật thì Thanh Việt sẽ cố gắng trình bày với quý vị tất cả những tin tức mà Thanh Việt có được về quỹ hằng hữu của công ty cổ phần Đại Nam có thể nói cái tên Quỷ Hằng Hữu đã trở thành một cái từ à, trên cái trang web Google cũng rất là nóng. Ngoài cái vấn đề mà sao kê từ thiện của giới nghệ sĩ thì Quỷ Hằng Hữu của công ty cổ phần Đại Nam không phải là một cái vấn đề thu xa cho lắm. Mọi cộng đồng mạng đang theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra với khi mà bộ công an vào cuộc với cái sao kê từ thiện của bên nghệ sĩ thì cái vấn đề sao kê quỷ hằng hữu cũng là một câu hỏi được đặt lên từ cộng đồng mạng đối với thanh việt đây là một chuyện công bằng có những quý vị hỏi là bên của nghệ sĩ họ cần phải sao kê tự vì họ đi quyên góp tiền của bà con bá tánh các mạnh thường quân khắp nơi từ trong nước và ngoài nước vì thế cái bổn phận của họ là cần phải sao kê để cho chứng minh được là mình làm đúng trách nhiệm không có gian lận đối với quỹ hằng hữu thì mọi người cho rằng đây là cái tiền của cá nhân ông bà CEO Đại Nam. Vậy thì họ có nghĩa vụ gì để phải sao kê khi họ không đi quyên góp tiền của bất cứ ai? Thanh Việt sẽ đi sâu vào cái vấn đề cái quỹ hằng hữu có được quyên góp hay là từ vốn tự có. Hôm nay Thanh Việt chỉ có muốn chia sẻ với quý vị một điều rất căn bản và đơn giản nhất. Quỹ hằng hữu thật sự ra không phải là tiền cá nhân mà là tiền như quý vị đều biết lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam như là ông bà CEO Đại Nam đã tuyên bố với báo chí và Thanh Việt cũng đồng ý ở vấn đề này. Tuy nhiên, ở cái một cái điểm mà Thanh Việt sẽ trình bày ở tập 2 đó là cái tiền lợi nhuận từ công ty cổ phần Đại Nam là trước thuế hay sau thuế thì hiện nay 95% chắc chắn là đây là cái tiền lợi nhuận trước khi được khai thuế. Vì đó là một điều hợp pháp. Quý vị nhé, đó là một điều hợp pháp. Sự ăn gian hay không ăn gian của họ, đó là một vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu. Tuy nhiên ngày hôm nay, chúng ta lột cái lớp vỏ của quỹ hàng hữu từng lớp, từng lớp một để chúng ta nhìn được thấu suốt qua từng lớp từ cái lớp bên ngoài cho đến cái cốt lõi bên trong của cái quỷ hằng hữu là gì để chúng ta tìm được gốc của cái vấn đề nguồn gốc của vấn đề mà tất cả những cộng đồng mạng của chúng ta đang rất là quan tâm kính thưa quý vị đã có những quý vị có một thắc mắc ngay ngày hôm qua thôi trong chương trình của thanh việt là Đại Nam có bao nhiêu cái quỹ từ thiện. Kính thưa quý vị, Đại Nam chỉ có một quỹ từ thiện và chỉ có một quỹ mà thôi. Cái lý do mà có những vị khán giả họ có một sự nhầm lẫn mà cái này không phải lỗi từ khán giả mà là từ công ty cổ phần Đại Nam. Vì chúng ta nghe được những cái từ như là quỹ từ thiện hàng hữu, quỹ mổ tim hàng hữu, quỹ mổ tim và uống thủy não, vân vân và vân vân. Thật sự ra thì quỹ từ thiện hàng hữu được thành lập vào ngày 7 tháng 6 năm 2016. Ban đầu thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp giấy phép. Sau đó, ông Huỳnh Y Dũng vì muốn lan tỏa cái chương trình này ra các tỉnh khác như là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nên bắt buộc quỹ phải được xin phép qua bộ nội vụ. Chúng ta cần lưu ý một cái điểm ở đây để phân biệt là quỷ từ thiện hàng hữu và trái tim hàng hữu có khác nhau không? Quỷ thì là tên quỷ từ thiện hàng hữu, mà trái tim hàng hữu không phải là quỷ mà là chương trình, kính thưa quý vị, đây là chương trình trái tim hàng hữu. Nó hoạt động trước khi mà quỷ từ thiện ra đời. Thì chương trình trái tim hàng hữu thực hiện bắt đầu vào tháng 7 năm 2014 và nơi bắt đầu đó là bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Việt xin được mở hoặc ở đây một cái nữa. Quỹ từ thiện nó khác với những cái quỹ mà bên giới nghệ sĩ đã đi kêu gọi hay bất cứ một cá nhân nào, tổ chức nào đi kêu gọi để đóng góp cho đồng bào bị lũ lụt, chẳng hạn như là cái tháng 10 năm 2020. Những cái chương trình, những cái quỹ mà à, bên của anh Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, à, Công Vinh Thủy Tiên. Cái đó thì nó không được gọi là quỹ. Kính thưa quý vị, nếu mà chính thức trên giấy tờ hợp pháp đàng hoàng thì bên giới nghệ sĩ hay bất cứ những cá nhân tổ chức nào thành lập những cái quỹ nhanh gọn lẹ để có thể giúp cho đồng bào miền trung thì cái đó người ta không gọi là quỹ cho dù cái tiền quý vị gửi vào là một cái tài khoản cá nhân hay là một cái tài khoản được đặt tên à, ví dụ như là cứu trợ miền trung thì chính thức nó không được gọi là quỹ thanh việt sẽ dành một ngày nào đó sẽ nói thêm về trường hợp của những cái quỹ gọi là quỹ mì ăn liền để giúp đỡ nhanh chóng cho đồng bào đang gặp lũ lụt hay là một cái hạn hán nào đó. Ở bên này, cái quỹ của à, từ thiện à, hàng hữu của công ty cổ phần Đại Nam, nó được xin phép lên tới bộ nội vụ và được bộ nội vụ cho phép. Đây là cái quỹ lâu dài và nó có cái tính pháp lý của nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên, những cái luật về quỹ từ thiện tại đất nước chúng ta vẫn chưa được rõ ràng và có những cái ngõ ngách mà các công ty làm kinh doanh có thể lách luật và tạo những cái lỗ hỏng mặc dù hợp pháp hay không hợp pháp đó là khi mà bộ nội vụ sở thuế bên trung ương bộ à, mới à, khi mà họ đi vào thì mới xác định được những cái lỗ hỏng nào mà đã lợi dụng và quan trọng là những cái lỗ hỏng đó sau khi được phát hiện thì bộ nội vụ cũng như là bộ tài chính cần phải sửa đổi. Trở lại cái chương trình trái tim hằng hữu. Thưa quý vị, chương trình trái tim hằng hữu một lần nữa nó được chính thức ra đời vào tháng 7 năm 2014. Đây bắt đầu bằng cái sự hợp tác giữa bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Đại Nam năm 2014 vào thời điểm đó, 3 tháng cuối cùng của năm 2014, thì họ mổ được 224 em. Tổng cộng cái tiền chi là khoảng 9 tỷ đồng. Ca mổ đầu tiên của trái tim Hằng Hữu là một em bé 2 tuổi từ tỉnh Đắk Lắc. Sau khi mà quỹ từ thiện ra đời, thì chương trình trái tim Hằng Hữu chính thức trở thành một trong những cái mục tiêu của quỹ từ thiện Hằng Hữu. giấy phép ban đầu của đoàn nhân dân tỉnh Bình Dương cấp cho cái quỹ từ thiện hàng hữu đã không còn có hiệu lực. Lý do đơn giản là vì quỹ trái tim, um, quỹ từ thiện hàng hữu được sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bệnh viện, như quý vị đã biết, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau đó, quỹ từ thiện này cũng lan tỏa ra ngoài đến miền Trung tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vì cái chuyện mà nó hoạt động ở bên ngoài tỉnh Bình Dương nên là bên công ty cổ phần Đại Nam bắt buộc phải xin phép ở Bộ Nội vụ và dĩ nhiên là cái mức quỹ nó phải có một cái tối thiểu một cái tiền nào đó thì mới có thể hoạt động được à, liên tỉnh. Thanh Việt sẽ trở lại cái vấn đề này trong cái chương trình ngày mai. Mục tiêu đây là cái phần quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta nói về cái mục tiêu của quỹ từ thiện Hằng Hữu và nó đã vi phạm gì về những cái mục tiêu này. Kính thưa quý vị, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Hy vọng là chúng ta sau cái chương trình này sẽ hiểu rõ được cái mục tiêu của nó. Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Cái mục tiêu chính thức số 1 đó là giải phẫu tim miễn phí cho trẻ em nghèo tức là bệnh tim mà bẩm sinh, nhân quý vị. Thứ hai, tài trợ chi phí cho các bệnh viện để thực hiện cái việc khám trước khi mổ và sau khi mổ, tài trợ thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ cho bệnh viện, tăng thêm điều kiện hoạt động. Đó là cái vấn đề về y tế. Ở đây, thanh Việt không thấy cái phần mổ uống thủy não không biết là bên công ty cổ phần Đại Nam có bổ sung thêm cái phần này sau khi mà xin phép Bộ Nội vụ hay không. Đó là cái vần về vấn đề y tế. Cái mục đích thứ hai của Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu là vấn đề giáo dục. Họ xây dựng trường lớp hỗ trợ trang thiết bị cho các trường ở miền núi. Và mục tiêu thứ hai trong cái vấn đề về giáo dục là họ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi để đào tạo nhân tài góp phần nâng cao trí thức đó là cái mục tiêu về giáo dục mục tiêu cuối cùng là vấn đề từ thiện hỗ trợ cho đồng bào bị gặp lũ lụt xây dựng phục dựng tôn tạo những công trình kiến thức tôn giáo và tín ngưỡng đây là cái mục tiêu thứ tư nói về tôn giáo thì tóm lại nếu quý vị nghe qua cái chương trình quỹ từ thiện hằng hữu thì có thể hiểu sai là nó có thể về mổ tim nhé nhưng mà thực sự ra nó có đến bốn cái mục tiêu mục tiêu thứ nhất là về y tế mà chính thức là mổ tim chỉ có mổ tim ở đây thanh việt một lần nữa thiếu cái phần à, mổ ung thi não thứ hai là về xây dựng trường lớp và trao học bổng đó là về giáo dục thứ ba là hỗ trợ dân nghèo ở vùng bị bão lụt đó là vấn đề về từ thiện mục thứ ba và một cuối cùng là khôi phục những cái ngôi đền chùa về vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng ở đây chúng ta sực nhớ tới cái vấn đề của ông võ hoàng yên và cái ngôi chùa mà công ty cổ phần đại nam qua bà phương hằng trao cho ông tiền để ông về phục hưng lại cái ngôi chùa đó là cái mục tiêu thứ tư đó quý vị nhé rồi bây giờ chúng ta hãy tìm xem cái quỹ từ thiện hàng hữu đã vi phạm gì trong mục tiêu sử dụng. Kính thưa quý vị, đầu tiên chúng ta phải nhắc đến vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Quỹ từ thiện hàng hữu, theo báo Đồng Nai, thì bà CEO Nguyễn Phương Hằng, chủ tịch quỹ, quỹ từ thiện hàng hữu, đã đóng góp cho cái quỹ danh nhân an ninh trật tự thuộc bộ thuộc cái sở công an tỉnh Đồng Nai là 5 tỷ đồng. Mục đích là gì kính thưa quý vị? Mục đích của cái quỹ doanh nhân này là để giúp đỡ cho những người lầm lỡ vi phạm luật có thể hoàn lương trở lại cuộc sống trong gia đình và xã hội. Một lần nữa Thanh Việt xin được nhấn mạnh ở đây, chúng ta đang nói về luật pháp, chúng ta không nói về tình nghĩa. Quý vị nhé, quý vị có thể nói rằng, à, dù sao thì họ cũng chích tiền ra để giúp những người lầm lỡ, à, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nói trên cái vấn đề về pháp luật, khi mà đã ra tòa rồi, kiện cáo, kiện cáo, tố tụng nhau, thì chúng ta phải nói về mặt à, pháp lý, pháp luật, chứ không phải nói về mặt tình cảm. Vì thế, ở cái phần mà giúp đỡ cho những người lầm lỡ, những người phạm pháp luật để trở về hoàng lương, nó không nằm trong cái mục đích cụ quỷ từ thiện hằng hữu. Rõ ràng nha quý vị. Rồi, một cái mục đích nữa đó là trong tờ báo Kinh tế về Dự báo ra vào tháng 3 năm 2021. Thì chúng ta nhận thấy ở một cái cái điểm ở đây, xin lỗi quý vị, là tháng 3 năm 2020. Thì họ đăng tải cái bài là Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu và Công ty Cổ phần Đại Nam Hành Trình Đưa Nước Ngọt Về Miền Tây. Thì đây là cái chương trình mà ông Huỳnh Y Dũng và Công ty Cổ phần Đại Nam đã đưa những cái máy lọc nước về để lọc cái à, cái độ mặn từ trong nước để cho có thể sử dụng được ở những cái tỉnh miền tây, à, quý vị thấy đó tức là tỉnh tiền giang, bến tre, vân vân và vân vân, thì chúng ta sực nhớ tới những cái máy móc mà để lọc nước, à, để à, trị ô nhiễm, chúng ta đã nghe qua cái bài này ở ở bên thành phố đà nẵng rồi, nhưng quý vị, thì đây là những cái máy mà được đưa về tới tiền giang và bến tre để nó có thể lọc cái độ mặn ra à, biến thành nước ngọt để cho bà con có thể à, trồng trọt rồi sau đó bên ông dũng cũng hứa là có thể uống được nữa thưa quý vị thì không biết cái chương trình này nó đi đến đâu rồi nhưng mà trở lại ở cái vấn đề ở đây là cái quỹ từ thiện hàng hữu một lần nữa đã vi phạm vì cái vấn đề đưa nước ngọt cái vấn đề biến à, nước mặn thành nước ngọt nó không nằm trong bốn cái, cái điểm mục tiêu mà thanh việt trình bày à, vài phút trước và cuối cùng vào năm 2021, khi mà dịch covid đang à, hoành hành tại thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai cũng như là các tỉnh lân cận thì chúng ta như thanh việt trình bày ngày hôm qua về bảy cái nhà máy oxy mà ông dũng đã lấy tiền từ Quỹ từ Thiện hàng Hữu xuất ra để mua, cộng với 50.000 cái bình chứa oxy ở dạng 5 lít và 40 lít. Ở đây chúng ta mở mặt và đóng mặt, mình gọi nhà máy oxy mini thì nó nghe nó hơi bị kỳ, nhưng thật ra tên chính xác của nó là 7 cái máy oxy mini nhỏ nha quý vị. Thì như Thanh Việt trình bày của quý vị rồi, cái số tiền họ bỏ ra là từ 30 đến gần 40 tỷ đồng từ quỹ hằng hữu một lần nữa cái quỹ từ thiện hằng hữu đã dùng sai mục đích cho vấn đề này ở bên cái phần y tế thì nó có phần về mổ tim và cung cấp các vật liệu à, trang thiết bị cho bệnh viện để sử dụng vào à, cái việc giúp đỡ bệnh viện về cái việc mổ tim và trợ à, cứu cho các bệnh nhân sau khi mổ chứ nó không dính dáng gì về cái dịch covid Đấy, nó đã nói là khi mà nói về pháp luật thì chúng ta phải rõ ràng à, khi mà nói về tình cảm thì luôn luôn nó hơi bị à, nửa nạt nửa mở à, nếu mà dựa vào tình cảm thì mình sẽ không khó nói chuyện lắm nhưng mà nói về pháp luật thì cái cái gì nó cũng phải rõ ràng có những câu hỏi mà tiền đó là tiền của họ thì tại sao chúng ta phải sao kê à, thì xin việc xin cắt ngang là mình sẽ trở lại cái vấn đề này trong một cái cái chương trình có thể là vào ngày chủ nhật hoặc là ngày mai. Để tại sao chúng ta phải nhìn quỹ nhìn vào quỹ hàng hữu, mặc dù đây là tiền của của uh, cá nhân theo ông bà đã gọi, nhưng mà không phải là cá nhân mà đây là công ty mà công ty thì nó dính về thuế má thì như quý vị đã biết rồi. Một lần nữa, nó lại có một câu hỏi ngang nữa là đây là những cái chuyện như quý vị đã thấy rồi, à à giúp đỡ cho những người lầm lỡ, cho những người hoàng lương có thể trở lại hoàng lương giúp đỡ cho đồng bào ở miền tây đá, à, về cái à, biến nước mặn thành nước ngọt để họ có thể trồng trọt hoặc là có khi là uống được nữa và cuối cùng là trợ giúp những cái máy oxy, à, những cái bình oxy cho bà con đang bị à, bệnh, bị nhiễm à, bệnh covid. Đó là những cái chuyện rất là tốt. Vậy thì sao à, cộng đồng mạng? trong đó có cả thanh việt phải đi moi móc những cái chuyện này kính thưa quý vị chuyện gì ra chuyện đó chúng ta không thể lấy cái vấn đề từ thiện mà để che đậy tất cả những cái điều sai pháp luật quý vị nhé nếu mà đúng thật sự nó sai pháp luật thì sau khi mà xác định là sai luật rồi phạm tội rồi thì mình có thể đưa cái chi tiết mà nhân đạo giúp đỡ với tấm lòng nhân ái nếu có đưa vào trong đó để giảm tội chứ không thể nào lấy cái vấn đề tình cảm uh, giúp đỡ xã hội để đè lên cái vấn đề về uh, vi phạm luật chẳng hạn thanh việt xin cắt nghe một lần nữa đi ra ngoài đề một chút chẳng hạn như là cái câu chuyện mà mình nghe rất là nhiều từ kịch bản cho đến vợ những vợ Cái lương tướng cướp Bạch thấy được thành việc cho một ví dụ như vậy à, anh này đi lấy của người à, của người giàu cung cấp cho người nghèo đó là điều quá tốt nhưng quý vị có bao giờ nghĩ đến trường hợp là anh ta lấy của người giàu anh ta giết một cái mạng của người giàu và mình đi hơi bị xa một chút giết một người nào đó khi mà anh ta cướp của để anh ta chia cho người nghèo vậy anh ta có tội không Đà, anh ta có thể lấy cái, cái vấn đề là lấy của, giúp đỡ cho người nghèo một cái vấn đề thiện như vậy có thể che đi cái tội lỗi hay không và ngay cả cái việc mà cướp nhà người ta đã là một cái tội rồi không cần biết là anh lấy cái tiền đó không phải sử dụng cho chính mình mà để giúp đỡ cho người nghèo cái đó lại là một cái vấn đề thiện khác nữa phạm tội là phạm tội sau khi kết tội rồi có thể đưa những cái vấn đề thiện vào Để giảm bớt tội lỗi Bây giờ nói về cái vấn đề Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã làm đúng Những cái mục tiêu gì Vừa rồi mình nói sai mục tiêu Thì bây giờ trở lại cái vấn đề đúng mục tiêu Một trong những mục tiêu hàng đầu của họ Số một của họ là về Mổ tim Thì đây chúng ta bắt đầu Bị lập cập Về cái tin tức về cái số Em các em đã được à mổ tim. Bên cái Facebook của bệnh viện Chợ Rẫy như chúng ta đã biết vào tháng vào khoảng tháng 9 thì phải sau khi mà các cái máy oxy nó về đến nơi đó quý vị. À, sau khi mà các máy oxy nó về đến nơi thì bên bệnh viện Chợ Rẫy có đăng một cái tin trên Facebook của mình để khẳng định ngoài cái việc là khẳng định là họ không nhận à, những cái bình oxy từ bên Đại Nam thì thanh việt có giải thích cái vấn đề này hôm qua rồi ha. bên dưới thì họ nhấn mạnh một câu là cho tới ngày hôm nay tổng cộng từ lúc mà bệnh viện chợ rẫy nhận cái tiền trợ cấp của bên quỹ từ thiện hàng hữu từ năm 2015 cho đến nay 2021 thì họ có tổng cộng là 332 em cho thanh việt được mở mặt đóng mặt ở đây nha quý vị nha 68 em từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016. Tại sao mà họ phải tách rời như vậy? À, tháng 6 từ à, tháng 9 năm 2015 tới tháng 6 năm 2016 đó là chương trình mổ tim hằng hữu, trái tim hằng hữu, chương trình trái tim hằng hữu. Còn cái 264 em từ tháng 7 năm 2016, tức là sau khi mà cái quỹ từ thiện hằng hữu được thành lập tới nhân quý vị đến tháng 1 năm 2021 thì có 264 em. Thì chúng ta thấy được ở đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hiểu được và biết được những cái vấn đề căn bản về pháp lý. Nếu mà chúng ta nói về tình cảm thì chúng ta đưa lên một con số 332 em. Tự vì tất cả đều là tiền của công ty cổ phần Đại Nam. Nhưng mà nói về cái vấn đề và trên cái pháp lý của nó thì 264 em này là từ quỹ từ thiện hàng hữu chỉ có 264 em thôi nha quý vị. Rồi, ở bên website của quỹ hàng hữu thì họ nói làm sao kính thưa quý vị. Họ kết luận là 400 em từ năm 2015 đến năm 2016. Trong khi bệnh viện chờ rảy thì lại cho là 332 em từ 2 năm à, 2015 cho đến 2021 đây là một con số mà nó nó thật sự là khác biệt phải không quý vị đó nó 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 nó, nó khác vô cùng kể. sự khấp khẽn rồi chúng ta trở về bệnh viện nhi đồng 1. đây là bệnh viện thứ hai mà họ nhận được cái uh, tiền từ cái quỹ từ thiện hàng hữu thì ở bệnh viện nhi đồng nhi đồng một này thì nó lại gặp cái vấn đề không khác gì bệnh viện chợ rẫy trong một cái tin tức đưa ra vào tháng 5 năm 2021, thì họ cho rằng từ năm 2019 đến năm 2021 bệnh viện của họ chỉ mổ được có 100 ca mà thôi mặc dù à, chỉ có 100 ca mà thôi ở đây có câu thắc mắc là bệnh viện này, à, cái quỹ từ thiện nó ra đời vào năm 2016, tại sao tới năm 2019 à, nó mới bắt đầu mổ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 thì uh, Thanh Việt trở lại cái vấn đề này vào ngày mai nha quý vị. Thì trong vòng 2 năm 2019 cho đến năm 2021, họ mổ được có 100 ca thôi. Chính thức nhé. Rồi, cũng một lần đăng trên Facebook của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì theo cái ông uh, bác sĩ Nguyễn Cát, thì Bệnh viện Nhi Đồng 1, họ cho rằng cái quỹ từ thiện hàng hữu này từ năm 2014 cho đến năm 2021 thì tổng cộng cái số ca mổ tim là chỉ có 400 em mổ tim và mổ não. Ở đây thì bệnh viện Nhi Đồng 1 cái con số này thì nó hơi lạ một chút, bởi vì nếu mà nói về quỹ từ thiện Hằng Hữu thì chúng ta không tính à, trước năm 2016 mà phải tính từ tháng 7 năm 2016 cho đến bây giờ nha quý vị. hàng gì họ tính cái này nó cũng hơi bị sai, họ cho rằng chỉ có 400 em Vậy là chúng ta thấy được ở bên viện chợ rẫy là 330 mấy em hoặc là 220 mấy em tùy theo cách tính của chúng ta. Mà ở đây thì họ lại cho rằng 400 em. Là con số bắt đầu nó hơi bị rối loạn. Rồi, tên tờ báo, tên uh, tờ báo lao động. Thì họ cho rằng cái chương trình trái tim hàng hữu chính thức hoạt động từ ngày 21 tháng 9 năm 2014. Đúng là cái trái tim hàng hữu nó hoạt động chính thức từ ngày đó nha quý vị. Đấy thì cho đến thời điểm hiện nay họ cộng luôn cả hai chương trình chương trình trái tim hằng hữu trước khi mà được xác nhập chương trình trái tim hằng hữu vào bên quỹ từ thiện hằng hữu thì chương trình trái tim hằng hữu cộng với cái quỹ từ thiện hằng hữu họ mổ được 600 em đó quý vị thấy một cái con số bắt đầu nó 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 hơi bị đảo lộn lung tung rồi không? ở bên bệnh viện nhi đồng 1 thì 400 em ở bên này thì 600 em thôi có thể là những cái con tính sai lầm trước khi mà vô quỹ từ thiện hàng hữu hoặc là sau khi vô quỹ từ thiện hàng hữu thì con số nó có thể bị trên lệch 200 em ở đây thì mình cho cho là ở đây cái con số nó, nó nó trên lệch nhưng mà vẫn còn chấp nhận được nhưng mà quý vị hãy xem đây là cái trang web từ thiện à, đây là trang cái trang website của công ty bất động sản vương Phát tức là một trong những người đại diện của công ty cổ phần đại nam về những cái khu vực bán đất tại à, thành phố Thủ dầu Một cũng như là bên tỉnh Bình Phước, nha quý vị đây là hai cái khu nhà ở Đại Nam và khu đô thị Đại Nam, thì họ nhận được cái tin này từ ở bên công ty cổ phần Đại Nam mà để cho muốn bán nhà được thì họ cần phải quảng cáo cái cái gọi là cái lòng tốt, cái lòng nhân ái của công ty cổ phần Đại Nam nên họ đưa một cái con số là quý từ thiện trái tim hàng hữu làm gì trong 7 năm qua thì con số họ đưa ra là 2.000 em từ năm 2014 cho đến năm 2021 7 năm 2.000 em rồi chúng ta đi từ 600 đó. bây giờ là chúng ta lên tới 2.000 em vậy chúng ta tin được ai 2.000 em hay là 600 em hay là 400 em à. thì đối với Thanh Việt đây là một cái con số mà nó khác biệt quá nhiều phải không quý vị à nó Gấp 3 lần lượt. Nó thay đổi 3 lần lượt. Vậy thì tóm tắt lại. Số ca chính thức để mổ tim và mổ uống thủy não trong 7 năm là bao nhiêu? 600, 400 hay 2.000 ca? Cái số ca nào là chính thức? À, chúng ta biết tin ai? Tin vào bệnh viện chợ rẫy, tin vào bệnh viện như đồng một, tin tức mà họ đưa ra, hay là tin vào báo lao động? Hay là tin vào cái số mà ông bên của ông Dũng Lò Vôi, công ty cổ phần Đại Nam đưa cho một trong những nhà đại diện bán bất động sản của mình là đến lên đến 2.000 ca thì kính thưa quý vị cái phương pháp duy nhất cũng như là bà CEO đang kêu gọi đó là sao kê chỉ có sao kê thưa quý vị sao kê là gì chúng ta nói nói cho được rõ ràng hơn là chỉ có những người vào cuộc để kiểm chứng số ca mổ tên tuổi của các em, từng bệnh viện, thì mới chứng minh được chính thức con số ca mổ, tim và uống thủy não của từng bệnh viện và tổng cộng. Trong 7 năm qua là bao nhiêu? Kính thưa quý vị, thật sự ra nó không phải là 7 năm, mà chỉ được tính từ năm 2016 cho đến nay là khoảng 5 năm thôi thưa, thưa quý vị. 5 năm. Trong 5 năm qua, tính từ năm 2016, khi quỹ từ thiện hằng hữu ra đời không tính vào chương trình à, trái tim hằng hữu nha quý vị vì cái đó nó chưa phải là quỷ nếu mà quỷ thì nó chỉ là 5 năm mà thôi vậy 5 năm từ năm 2016 tháng tháng 7 năm 2016 cho đến thời điểm hiện nay khoảng 5 năm thì chúng ta có bao nhiêu ca mổ tên tuổi các các em từ các bệnh viện chỉ có việc phải đi kiểm soát lại kiểm chứng lại xem xét hết tất cả giấy tờ ca mổ thì chúng ta mới biết được chính xác là bao nhiêu. Ở đây, Thanh Việt xin được nói cái giấc mơ của Thanh Việt là khoảng 1.000 tới 1.200 em. Trong vòng 7 năm qua, nếu mà tính chính thức của quỹ từ thiện thì nó dưới 1.000 ca. Nhân quý vị, dưới 1.000 ca. Khoảng 900 ca mà thôi, nếu chúng ta tính khoảng 5 năm. Nếu 5 năm thì nó là ba nơi. Đó là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Nếu mà là bốn nơi thì phải là 7 năm vì chúng ta tính thêm vào Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Có cái chương trình à, Trái tim Hằng Hữu. Nhưng ở đây chúng ta chỉ muốn nói về quỹ từ thiện Hằng Hữu. Đó là cái quỹ mà nó có tính pháp lý của nó nếu sai thì mới có thể à, lãnh được cái án phạt. Còn chương trình mỗi tim hàng hữu nó không phải là cái quỷ. Vậy tại sao nó quan trọng như vậy? Đây là tiền của cá nhân, mà tại sao lại chúng ta lại phải cứ đi thắc mắc về cái vấn đề đi à, kiểm soát, à, trưng bày các giấy tờ ra? Kính thưa quý vị, đây là không phải tiền của cá nhân, của ông bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh ý dũng đây không phải là tiền cá nhân đây là tiền của công ty cổ phần đại nam công ty cổ phần đại nam lấy lợi nhuận ra để đưa vào cái quỹ từ thiện này mà công ty cổ phần đại nam làm ăn thì nó phải dính đến thuế đấy đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải kiểm toán trở lại cái câu hỏi trước kia là tại sao chúng ta lại phải thắc mắc khi những cái vi phạm này nó vẫn là vấn đề nhân văn giúp đỡ cho người nghèo giúp đỡ cho những người hoàn lưu kính thưa quý vị một lần nữa xin thanh việt được nhắc lại ở đây chúng ta đang nói về trên mặt pháp lý chứ không phải mặt tình cảm một khi mà đã tố cáo nhau đã đem nhau ra tòa kiện tụng tố cáo thì nó không có vấn đề tình cảm ở đây mà là vấn đề trên mặt pháp lý anh đã vi phạm luật gì thì hôm nay thanh việt xin được chia sẻ uh, ngắn gọn như vậy về cái lớp vỏ đầu tiên những cái mục đích những cái con số của quỷ từ thiện hằng hữu đã bị sai xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai cũng vào đúng giờ này 10 giờ 15 phút sáng với quỷ hằng hữu tập 2. xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai I love you